Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với chuỗi series animation dành cho website của Lùng Đét. Dành cho những bạn không biết thì kênh YouTube của mình đang xây dựng gồm hai chuỗi series. Series chia sẻ code animation website design thông qua các project cho những người đã có căn bản và series chia sẻ code animation website dành cho những người mới bắt đầu, hướng dẫn các chi tiết nhé. Và đây là một trong những bài đó. Nếu mọi người thấy hay xin cho mình xin một follow, một like để có thêm động lực nhé. Cảm ơn mọi người. Giờ thì bắt đầu nào. Với bài 2 này chúng ta sẽ tạo hiệu ứng chữ như đang gõ phím nhé. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đi tạo một file đó là index.html. Sau đó là một file style.css để design. Ở file index.html mình format theo HTML5. Sau đó mình sẽ tiến hành nhúng CSS vào. Link nó là style.css. Để kiểm tra xem thử style.css nó đã work chưa, nó đã được nhúng đúng chưa thì mình qua đây, mình khai báo body và đổi màu sắc cho nó. Ở đây mình sẽ đổi thành màu hơi sậm tối một xíu. Sau đó mình bắt đầu chạy chương trình. Đây, màu nó đã sẩm tối rồi. Vậy có nghĩa là nó đã nhận rồi nha. Giờ mình về lại index để mình bắt đầu viết dòng chữ YouTube lùng đét cho nó. Đầu tiên mình sẽ khai báo một class tên là test. Trong test mình lại khai báo một thể h1 và ghi nội dung YouTube lùng đét. Vậy là mình đã có. Tiếp tục qua body, mình cho bezel top của nó là bằng 100 pixel để cho nó thấp xuống. Sau đó mình dùng display bằng flat và dùng rất Justify content là center để văn bản được nằm ở giữa. Bây giờ mình bắt đầu đi style cho cái con chữ này, đó là chấm test h1. Mình đặt màu sắc cho nó là màu trắng có mã là FFF. Mình đổi phông chữ cho nó thành monospace. Mình thấy những chữ này nó đang gần nhau quá, mình không muốn. Mình sẽ sử dụng luật thuộc tính đó là letter spacing. Mình để ra 7 px. Thì lúc này những chữ cái nó sẽ được cắt rời nhau ra. Sau đó, để đảm bảo là chữ nó luôn nằm trên một dòng, thì mình sẽ sử dụng thuộc tính đó là white space. Mình đặt nó là no breath. Thuộc tính này sẽ giúp cho văn bản của chúng ta luôn nằm trên một dòng. Mọi người nhìn này, khi mình thu nhỏ màn hình lại, nó vẫn luôn nằm trên một dòng, dù nó có mất chữ đi nữa, nó vẫn luôn nằm trên một dòng. Nhưng nếu mình bỏ thuộc tính này đi thì nó sẽ bị rớt. Đó, cách thức hoạt động của nó là như vậy. Tiếp tục mình có một thuộc tính đó là overflow bằng hidden. Thuộc tính overflow bằng hidden này nó sẽ giúp cho tất cả những văn bản đang bị rời khỏi cái div này sẽ bị ẩn đi. Nói hơi trừu tượng, mình sẽ thử một ví dụ nha. Mình có một background cho nó tên là red như thế này đi. Ở bây giờ này thì tất cả chữ trong chữ nó đều nằm trong cái màu đỏ này rồi thì không có gì để nói. Nhưng nếu chữ dài hơn màu đỏ này thì sao? Mình cho width nó bằng 100 pixel. Thì đây, nó vẫn hiện. Khi chữ nó rời khỏi màn hình màu đỏ rồi thì những gì bên ngoài màu đỏ nó vẫn hiện. Thì đây là lúc mà có công dụng của overflow hidden.
nó sẽ khiến cho tất cả các chữ đang rời khỏi vị trí bên ngoài của cái clip này nè đều sẽ bị biến mất hết. Đây đó là công dụng nhé. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ tạo ra một border bên chặt bên phải. Có độ lớn là 5 pixel. Và màu là orange như thế này. Bởi vì mọi người thấy không? Bởi vì bình thường mà thì từ mà mình nhập văn bản đây nè, mọi người đều vẫn thấy nó có một cái gạch nối này đúng không? Thì đây chính là gạch nối đó. Và vô tình là mình thấy là gạch nối này luôn lúc lúc nào cũng ở trạng thái đó là nhấp nháy hết. Và thì bây giờ mình sẽ làm sự nhấp nháy cho nó bằng việc mình sẽ khai báo một animation. Tên là carrot. From là thời điểm bắt đầu, mình muốn nó tàn hình đi thì mình dùng border color bằng transparent. Transparent nghĩa là trong suốt nha mọi người. Và true nó sẽ hiện màu lên lại. Thì bây giờ màu mình muốn đó là orange. Bây giờ mình sẽ nhúng cái animation này vào test bằng animation hai chấm, tên của animation caret, thời gian mình muốn chạy 0.5 giây, loại chạy liner, mình muốn nó chạy bao nhiêu vòng thì mình ghi tiếp tục là 1, 2, 3, 4 gì đó. Nếu mình muốn chạy bao nhiêu vòng thì mình ghi bao nhiêu vòng, nhưng mình muốn nó chạy mãi không dừng lại thì mình dùng infinite để nó chạy mãi. Và đây là kết quả. Mọi người thấy nó đang nhấp nháy không? Nhưng mình không muốn nó nhấp nháy mờ mờ như vậy. Nếu mọi người nhìn kỹ á, thì mọi người sẽ thấy nó đang ở trạng thái như thế này. Nó đang mờ 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 dần dần rồi đậm 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 dần. Nhưng mà ở trên test này, mình nhìn mình test đi. Mình sẽ thấy là nó nhấp nháy liên tục luôn. Nó không có mờ mờ rồi hiện dần lên. Mà là từ không đến hiện, từ không đến hiện. Thay vì mờ 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 thì bây giờ mình thay vì mình dùng liner này, mình dễ dùng step để nó nhảy bước. Mình có hai bước, một là đang biến mất, hai là hiện, là nó sẽ bỏ qua cái công đoạn bao nhiêu đây này, công đoạn này chính là công đoạn mờ ở giữa đây này, thì nó sẽ không nhảy không tới. Mình dùng hai step đi, thì đây là step một, bước một nó nhảy tới đây, bước hai nó nhảy tới đây luôn, nghĩa là đang trong suốt thành màu cam, không chảy qua những bước mờ mờ đây nữa. Và đây là kết quả. À, mình đang để 5.5 giây dài quá, mình để lại 0.5 nha. Đó, và đây là kết quả. Một trong hai công việc của mình đã xong rồi. Công việc của thứ hai của mình đó là tự ứng sao cái chữ này nó cũng đang gõ. Vậy thì mình có một cây frame khác. Tên là typing. Là đang gõ. Mình cũng có from và to là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Ở thời điểm bắt đầu, mình sẽ cho width nó bằng 0. Và thời điểm kết thúc, mình sẽ cho width nó bằng 100%. Bởi khi mà cái width của nó bị thu nhỏ mọi người, thì nhờ cái overflow bằng heading này này nó cũng sẽ bị biến mất. Đây mọi người nhìn nè. À sorry, mình còn chưa nhúng nó vào. Có nhiều bạn không biết rằng một clip này có thể chứa được rất nhiều animation khác nhau. Thì bây giờ typing này mình cũng viết ở đây luôn. Mình ghi tên typing. Mình muốn nó chạy trong vòng 2 giây. Mình cũng sử dụng liner ban đầu. Và mình chỉ muốn nó chạy một lần duy nhất thôi. Mình chạy thử nha. Đây, mọi người thấy không? Đó, đang chạy. Nhưng mà đâu có, đây đâu phải là hiệu ứng khi người ta đang gõ bàn phím đâu mọi người. Gõ bàn phím là nó sẽ hiện từng chữ, từng chữ, từng chữ ra thay vì nó chỉ dài như vậy. Thì ở đây mình cũng sẽ sử dụng step.
giống như hiện tại đi mọi người nè, nó đang chạy dài từ chữ U E O U G U B lùng dép này qua đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sử dụng thay vì liner này, mình sẽ sử dụng step như khi nãy để nó bước nhảy. Vấn đề là sẽ nhảy bao nhiêu bước đây? Thì nó sẽ nhảy liên tục. Nó nhảy từ đây, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và tính cho cả cái đoạn đằng sau này nữa thì là 17. Vậy nó sẽ chạy nhảy 17 bước. Thử nha. Đây là kết quả. Nếu các bạn làm mà nó cảm giác là nó không chịu ok lắm á, thì các bạn căn chỉnh lại cái độ rộng của cái phông chữ á, tầm let's play đi này, bạn tăng nó lên thì nó sẽ nhảy đúng hơn thôi. Đây mình muốn nó chạy trong vòng 1.5 giây thôi, mình phải gọi nhanh chứ, hay ti mà đúng không, thì hiệu ứng phải gọi nhanh. Sorry sorry mọi người, đó thì nó là như vậy. Vậy có nghĩa là mình đã hoàn thành bài này rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thứ hai trong chuỗi series animation web cho người mới rồi. Nếu mọi người thấy nó có chỗ nào khó hiểu thì mọi người nhớ để lại comment nhé. Mình sẽ giải đáp cho mọi người hết. Đừng quên nhấn follow để cập nhật thêm những video bài tập mới nhé. Cảm ơn mọi người.